Chào anh em nha, hôm nay 29 tháng 6 năm 2020 em trả thịt phụ Tùng con cúp custom 90 đời 2.6 cực đẹp ha. Thì do đây là con xe đời cao cực đẹp nên em trả thịt phụ Tùng thì giá phụ Tùng nó sẽ hơi cao, anh em có thể theo dõi để cân nhắc trước khi alo mình ha. Thì đây là con Super Cup màu xám đời 2.6 cực đẹp ha, em đã thịt bán phụ Tùng. Anh em có nhu cầu mua món nào thì alo em qua số điện thoại là 0933 996 332, tất cả là sơn xi zin 100%, xe đang chạy nổ bình thường, máy bao im không giọng hú đó. Em đã thịt bán phụ Tùng ha. Bây giờ em báo giá chi tiết từng món cho anh em xem luôn, thì quay em báo chi tiết luôn ha. Đèn lái sau luôn đế 800.000, đèn lái luôn đế 800.000 ha. Bóng cây xi nhan đẹp 1.6 triệu. Cây này có con cây này nó bị một cái miếng nè, từ 6 là bóng cây xi nhan. Ba ga sau đẹp 1.2 triệu. Nói chung là em quay đồng bộ đã cam thường hình sao hàng vậy, ba ga sau 1.2 triệu ha. Da zin đế mút zin cực đẹp, hai cục hết còn hết pha pha luôn. Yên cộng bát 1.5 triệu ha, yên bát 1.5 triệu. Bẩn cực đẹp như mới 99% luôn, bẩn là nguyên zin nha, mới 99% luôn. 1.5 triệu cho cái bẩn, 1.5 triệu nha. Đồng hồ 90 cực đẹp, chữ Honda còn rõ ràng, mặt kính đẹp 1.5 triệu, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo. Cặp kiến 700, cặp kiến nha 700. Xe này toàn bộ là sơn xi zin đẹp 100% hết. Pha đèn trước 1.3 triệu cực đẹp. Con này đúng rồi, 2.6 ha. Cặp cầm như mới, cặp tầm bao tay ống ga 1.2 triệu, tất cả và mọi chức năng hoạt động hoàn hảo. Cầm nè, còn màu xi zin luôn, bao tay cực đẹp nè, không lủng nè. Chữ 2 ha. Ba ga mũi 600. Bốn cọng dây dây ga. Yeah. Dây thắng, dây công tơ mét 500.000 ha. Tất cả đều hoạt động hoàn hảo. Khóa điện, bộ khóa điện, khóa nón, khóa cổ, khóa khóa xăng, nắp khóa xăng, một chìa.
đẹp, 1 triệu. Hóa sang nhỏ ruột cốt xe này đời cao đùm lớn ha, thì về gắn cho xe đùm nhỏ thì gắn bình thường ha. Cặp bánh là cực đẹp luôn, con này đời 206 nha anh em. Cặp bánh này 4 triệu, full cặp bánh trước sau. Bánh nó cực đẹp luôn, 4 triệu cho cặp bánh. Full này đủ bát tăng sên, cốt, cùi dĩa, ống chỉ đầy đủ ha. 4 triệu cho cặp bánh kích tâm 90. Cái bô zin đẹp, 2,5 triệu. Đang khởi động 300, đạp thắng cộng đũa thắng ha, đạp thắng là đũa thắng luôn. Ốc mà đỏ xò 500, cái chân máy cao su như mới 500 nha. Lò xo móng ngựa 500, cần số 300, full cục máy, bình xăng con xăng, bô e, cái lưỡi cao su này luôn là 13 triệu. Máy là bao nỏ bao im nguyên zin, đầu nồi chưa rớt ha. 13 triệu cho cục máy, full dàn điện sườn IC Mobin sườn, chớp, sạc, cọc đầy đầy đủ hết, 1,3 triệu ha. Full bộ đồ màu, full bộ đồ màu thì nó bao gồm là hộp đèn nè, sổ khỉ, bi đông, phuộc trước, giò gà, nói chung là full nguyên cây này em không tháo đầy hết, đầy đủ chén cổ ốc đầy đủ hết, sườn, cặp cớp, thùng xăng lớn, khóa xăng, đuôi đèn sau, tặng mô rồ được luôn. Gấp nha, gấp luôn hai cái gác chân, 9,5 triệu. Đồ mặt bộ đồ màu rất đẹp, chỉ có lỗi duy nhất là ngay bên cớp bên bên trái nó có bị rạn nhẹ một đường. Bộ đồ màu á, bộ đồ màu là em bán giá này rất là hữu nghị luôn, tặng full đồ luôn, full đồ đầy đủ luôn, nhắn bùn sau luôn nha anh em. Cặp cặt te, cặt te ha, te 1 triệu, mỗi cặt te này 1 triệu nè, cặt te 1 triệu. Rồi anh em nào có nhu cầu món nào cứ alo em ha, 0933 996 332, kèn 200, kêu cực lớn luôn, càng 90 chưa cực lớn luôn. Xe là đang hoạt động hoàn hảo hết. Cục chớp kêu tít tít này là 200 nha anh em. Đó, anh em nào có nhu cầu món nào cái alo em, số điện thoại là 0933 996 332.
rã thịt phụ tùng nha anh em, đừng hỏi nguyên xe gì nữa, em rã thịt bán phụ tùng.